Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Vụ đông xuân năm 2021-2022, thành phố Châu Đốc xuống giống hơn 6.450 ha lúa nhằm giúp nông dân sản xuất vụ đông xuân năm 2021-2022 thắng lợi. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc đã chú trọng bố trí hợp lý lịch thời vụ sản xuất, khuyến cáo nông dân sử dụng cơ cấu giống lúa phù hợp, chống chịu rét và sâu bệnh tốt như OM5451, Đài Thơm 8, OM18, OM6976, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kênh mương, thủy lợi nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, phòng chống hạn cho cây lúa. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân thành phố Châu Đốc đang khẩn trương xuống giống vụ đông xuân 2021-2022. Ngoài việc tuân thủ lịch gieo trồng phù hợp, bà con nông dân cũng chủ động sản xuất theo hướng an toàn, giảm phân bón hóa học, giảm thuốc bảo vệ thực vật, nhưng vẫn tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế và tăng chất lượng sản phẩm.